Bạn cần có hai niềm tin hỗ trợ mạnh mẽ sau đây để giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính nhanh hơn. Từ khóa đầu tiên nó là communication. Bạn có thể dịch nó là giao tiếp, là truyền thông hoặc bất kỳ điều gì. Điều này trong tục ngữ được gọi là học ăn, học nói. Hãy học cách nói để cho mọi người khác hiểu được ý của mình. Thì trong này nó có ba cái thứ bạn cần học để truyền thông hoặc là để giao tiếp được tốt hơn. Dù bạn làm việc ở đâu, trong bất kể điều kiện gì, đạt được hạnh phúc, đạt được sự giàu có thì phải biết nói chuyện với người khác cho họ hiểu điều mình muốn nói. Có ba cái thành phần tham gia vào đây. Thành phần đầu tiên chiếm tới 55% cái sự thấu hiểu của mọi người. Nó là ngôn ngữ cơ thể. Hãy để ý thấy 55% giá trị của thông điệp đến từ ngôn ngữ cơ thể. Nên việc luyện tập để có một ngôn ngữ cơ thể, tức là học nói bằng ngôn ngữ cơ thể, là điều vô cùng quan trọng. 55% giá trị thông điệp. Hãy để ý lúc mà mình chuẩn bị cãi nhau với chồng với vợ thì ngôn ngữ cơ thể của mình là gì. Hãy để ý lúc mà mình nói lời yêu thương thì ngôn ngữ cơ thể của mình là gì. 55% đến từ phi ngôn từ. Nên nếu bạn muốn thực sự giàu có, quyền lực, hạnh phúc thì phải học cái ngôn ngữ của những người này. Ngôn ngữ cơ thể có thể thống nhất ở các quốc gia khác nhau trong một số trường hợp. Khác với ngôn ngữ lời nói là họ khác nhau, thì ngôn ngữ cơ thể về cơ bản là giống nhau. Bao nhiêu trong số các bạn muốn truyền năng lượng cho đội nhóm của mình thì giơ tay lên nói tôi. Bạn có thể truyền sự vui vẻ, hạnh phúc sang những thành viên trong gia đình. Bạn có thể truyền lửa, truyền máu, truyền nhiệt huyết, truyền đam mê sang các thành viên trong đội nhóm. Tùy theo ngôn ngữ cơ thể mà bạn sử dụng. Bao nhiêu trong số các bạn muốn tràn đầy năng lượng ngay bây giờ giơ tay lên. Quay ra bên cạnh hai và ngôn ngữ cơ thể. Khi tôi đếm 1, 2, 3 làm ơn nhảy thật cao và hét thật to nhá. 1, 2, 3, yeah. Một báo cáo của một nhà tâm lý học nghiên cứu về ngôn ngữ hành vi. Bạn có thể tìm thấy video này trên TED Talk của bà tên là Amy Cuddy. Động tác vừa rồi có tên gọi là chiến thắng. Bất kể khi nào người ta chiến thắng thì người ta đều đưa tay của mình lên hai chân trời như thế này. Nghiên cứu này cũng được thực hiện với những người khiếm thị, tức là họ chưa từng nhìn thấy ai đó trước đây làm động tác hai tay lên trời như thế này, nhưng họ vẫn làm như vậy. Người ta nhìn thấy rằng tất cả các vận động viên khi trở về đích họ đều giơ tay lên như thế, và các chiến binh chiến thắng họ cũng giơ tay lên như vậy. Họ cũng thấy rằng các vận động viên khác cũng đều thấy điều này. Đây là một báo cáo ở trên kênh TED Talk, các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra một dáng đứng vô cùng quan trọng là dáng đứng power, dáng đứng của quyền lực. Hãy nắm tay vào và chống vào sườn, nắm hai nắm đấm và chống tay vào sườn, ưỡn ngực về phía trước. Dáng đứng này được gọi là dáng đứng của siêu nhân. Bạn sẽ thấy nằm trong các bộ phim như Wonder Woman hay là Iron Man, tất cả những bộ phim về các siêu anh hùng thì đều chọn dáng đứng này. Đây là một dáng đứng có nghiên cứu và có cơ sở khoa học. Dáng đứng này không chỉ ở các loài linh trưởng mà nó có ở các loài bò sát, nó có cả các loài chim mà nó có ở các loài thú. Đó là không gian mà nó chiếm hữu. Động tác này cũng được trong báo cáo của Amy Cuddy cũng đã được chỉ ra. Đây là một động tác mà những người quyền lực bao gồm cả nữ giới họ mong muốn khi mà họ thể hiện quyền lực thì họ luôn đứng như vậy. Mình nhìn thấy mấy bà cãi nhau ở chợ có hay đứng cái dáng đứng này không chị em? Khó không nhỉ? Và tất nhiên là họ sẽ đứng với dáng đứng này. Tôi mong các chị không cần sử dụng dáng đứng này với chồng, mà đây là dáng đứng dùng để tạo ra quyền lực trong lãnh đạo. Và nếu bạn muốn áp chế kẻ thù, đối thủ của bạn thì đây là dáng đứng bạn làm. Bạn có thể đứng dáng đứng này ở phòng riêng rồi bước ra cũng được. Nó vẫn tạo ra, khi bạn đứng ở dáng đứng này, một số cơ quan của não bộ tiết ra loại hormone có tên gọi là testosterone.
nó làm cho hormone chiến thắng, hay còn gọi là hormone đàn ông này, trở nên mãnh liệt hơn. Động tác này là động tác bắt đầu, và động tác này là động tác kết thúc của trò chơi. Khi bắt đầu quyền lực và khi kết thúc của chiến thắng, hãy nhớ đến động tác này. Tôi có thể cho bạn xem một động tác ăn mừng khi về đích của tôi. Các anh chị sẽ nhìn thấy khi xuất phát tôi luôn đứng ở tư thế này, và khi chuẩn bị mà vào lệnh 1, 2, 3 thì tôi mới vào tư thế xuất phát. Nhưng khi về đích thì tôi luôn ở tư thế ăn mừng. Và một phản xạ bất kỳ các anh chị, không phải lúc nào phải điều khiển gì cả, mà cứ về đích thì nó thế này. Và tôi sẽ nói với các bạn về một vài trạng thái ngôn ngữ cơ thể khiến nó phá hủy đi mối quan hệ. Ai muốn giơ tay? Đứng khoanh tay vào và nhìn tôi. Bạn coi tôi là kẻ thù rồi đấy. Khi bạn khoanh tay như thế này, có nghĩa là bạn đang đóng mình lại. Trừ khi bạn đang cảm thấy mình muốn thu mình lại, hoặc tách ra khỏi đám đông đó, thì đây chính là cách bạn rời xa. Nên khi chồng hoặc vợ mình đang nói chuyện, mình khoanh tay thế này không phải lễ phép đâu, mà mình đang nói tôi không muốn quan hệ này nữa. Cô cứ nói đi, tôi không quan tâm. Đừng bao giờ ở trong dáng đứng này. Bây giờ tôi muốn cho các anh chị thấy, nếu các anh chị chỉ cần ngồi như thế này là các anh chị đã thấy chán hẳn cuộc đời. Ngồi ngửa ra đằng sau, ngồi rũ rượi, ngồi dẹo dọ là cách làm cho chúng ta cảm thấy mất năng lượng. Và khi chúng ta mất năng lượng, chúng ta sẽ lan tỏa những năng lượng tiêu cực đó sang cho đồng đội, cho gia đình của mình. Cho nên hãy luôn tràn đầy năng lượng bởi ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể học thêm nhiều điều hơn, nhưng hôm nay chỉ cần hai ngôn ngữ cơ thể quan trọng. Ngôn ngữ power, ngôn ngữ victory. Hai ngôn ngữ cơ thể này. Ok, tiếp theo 38% đến từ âm giọng của chúng ta. Việc sử dụng âm giọng trong giao tiếp là vô cùng quan trọng. Nó khiến cho chúng ta có thể kích thích những việc cãi nhau, nhưng nó cũng có thể làm cho nhau trở nên yêu thương nhau hơn. Nếu bạn muốn làm dịu lại một mối quan hệ, hãy sử dụng tốc độ chậm hơn bình thường. Và nếu bạn muốn làm nóng lên bầu không khí thì hãy nói nhanh hơn bình thường. Và khi bạn nói nhanh hơn thì năng lượng của hội trường này sẽ tăng lên. Nhưng mà hoàn toàn bạn có thể nói chậm lại. Và khi chậm lại thì năng lượng sẽ đi xuống. Cách nói chuyện phá hủy mối quan hệ và đối tác sẽ từ bỏ bạn. Đó là giọng ề à. Tôi muốn anh làm cái hợp đồng này. Và khi tôi cố gắng nói kiểu ê con mê như này, đối tác làm sao ạ? Họ đi hết rồi. Thế thì cái giọng ê à này ấy, chỉ cần nghe cái giọng ê à phát biết ngay nghèo rớt bùng tơi. Đấy. Đấy là phải học cái cách nói dứt khoát, rành mạch, rõ ràng. Đấy, trong tiếng Việt nó có một cái ngôn ngữ như thế này, nó là sự tròn vành rõ tiếng. Tức là các cái âm nó phải rời nhau ra. Và tất cả cái nẻo này đều luyện được. Đấy. Hát người ta còn luyện được, chứ nói làm gì mà không luyện được. Đấy, thì có một vài cái kỹ thuật sử dụng âm giọng. Đó là tránh cái việc ề à, sử dụng âm tròn vành rõ tiếng, nhanh, to nếu muốn truyền nhiều năng lượng, nhưng mà chậm và trầm nếu muốn sâu lắng. Thế là ăn to nói sao các anh chị? Nói lớn, đừng có lý nha lý nhí, lại còn dịu vào nhau, lại còn ê à nữa là coi như phá hủy hết. Rồi, cái thứ ba chiếm ít giá trị nhất ở đây, có 7% là mặt ngôn từ. Anh em cứ hỏi là cứ sợ phải giao tiếp, phải chọn lựa cái từ hay, văn hay. Không, văn nói nó không giống văn viết. Văn viết thì nó là chiếm hầu hết là ngôn từ. Còn mà văn nói thì ngôn từ chiếm có 7% thôi. Nên đôi khi ngôn từ chưa cần hay, mà phải là âm giọng hay và ngôn ngữ hay đã, thì đấy mới là điều tuyệt vời. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự giao tiếp ở đây thì
55% là ngôn ngữ cơ thể, nên phải học về ngôn ngữ cơ thể. Muốn có ngôn ngữ cơ thể mạnh thì bắt buộc không còn con đường nào khác là phải chọn một môn thể thao. Cho nên các anh chị nhớ giúp tôi này, tại sao giàu thì phải chơi thể thao, muốn chơi thể thao thì lại phải giàu, đúng không? Cho nên ở đây môn chạy bộ là môn rẻ tiền nhất. Có giày thì mua giày, mà không có tiền thì chạy chân đất cũng được. Anh Vinh ở đây anh ấy khiếm thị mà anh chạy được, thì không có ai ở đây là không chạy được hết. Bao nhiêu trong số các anh chị đây sẽ quyết tâm tham gia vào cái môn thể thao ít tiền nhất thế giới này thì giơ tay lên nói tôi. Quay sang bên cạnh hai bạn là tôi sẽ chạy bộ vào ngày mai. Tôi sẽ chạy bộ. Đấy. 42 km từ giờ đến cuối năm cố gắng là làm. Ai sẽ có huy chương vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì giơ tay lên nào. Thật không? 42 km cơ mà. 42 mà chạy bình thường là phải mất 7 tiếng. Chạy từ 4 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Ai chơi được giơ tay lên. Quay ra bên cạnh hai vai, tôi luyện từ ngày mai. Rồi. Thành phần thứ hai để hạnh phúc và giàu có. Đây là một cái bí mật được tìm thấy trong một đoạn video về đua xe đạp, một môn chơi thể thao của tôi. Bạn không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội. Cho dù bạn có giỏi bao nhiêu chăng nữa thì sự hỗ trợ của đồng đội vẫn quyết định trong trò chơi này. Sự hỗ trợ của đồng đội sẽ quyết định trong trò chơi này. Cho nên bên cạnh cái từ đầu tiên bạn cần phải học là kỹ năng giao tiếp, thì kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng làm việc với đội. Và bạn hãy nhớ rằng thuộc về một đội là một ân huệ trên cuộc đời này được ban tặng cho bạn. Cho nên nếu như bạn đang sống trong một cuộc sống mà có một mình thì đó sẽ là sự cản trở rất lớn cho thành công của bạn trong cuộc đời. Bài học về bài loài ngỗng, đoạn video tiếp theo sau đây sẽ cho bạn những bài học quan trọng để làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một đội nhóm. Bài học từ loài ngỗng: cuộc sống là sự tương tác và gắn bó giữa người với người. Không ai có thể khẳng định mình sẽ làm việc độc lập mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ của người khác. Bài học từ loài ngỗng trời sau đây sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về tinh thần đoàn kết trong tập thể. Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Bài học 1: khi là thành viên của một đội ngũ, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nơi ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi khi con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V, nó nhanh chóng cảm thấy sức ì kéo lại và nó sẽ nhận thấy khó khăn của việc bay một mình. Khi đó, nó nhanh chóng trở lại đàn theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn. Bài học 2: nếu không có đội nhóm, bạn không thể hoàn thành mục tiêu, và vì thế rất nhiều người vì tối đa hóa lợi ích của mình mà gắn mình với tổ chức và hành động vì mục tiêu chung. Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Bài học 3: chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay nhau đảm nhận. Tiếng kêu của đàn ngỗng vang lên từ đằng sau sẽ là nguồn động viên giúp những con đi đầu giữ được tốc độ. Bài học 4: những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp cho họ giữ vững tốc độ và tiến xa hơn. Khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết. Khi đó, chúng sẽ nhập vào một đàn khác để bay về phương Nam. Bài học 5: hãy sát cánh bên nhau khi có khó khăn, và hãy nhớ bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một đội nhóm. Xin chúc mừng các bạn đang thuộc về một đội nhóm tuyệt vời ngay bây giờ. Nào, bây giờ nói cho tôi biết bài học 1 là gì? Mục tiêu chung. Một đội nhóm tuyệt vời phải có một mục tiêu chung, và
Mục tiêu xa nhất đó chính là mục tiêu của công ty của chúng ta. Bài học 2. Hả? Đội nhóm giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Bây giờ thì bạn đã thấy tại sao mình không hoàn thành được điểm B chưa? Vì sao anh chị em? Vì không có đội nhóm. Bài học số 3. Chia sẻ gì ạ? À? Chia sẻ vị trí lãnh đạo. Lãnh đạo phải được chia sẻ. Không có độc tôn ở đây. Ai cũng có thể trở thành người ở phía trước. 4. Sự hỗ trợ. 5. Sự cổ vũ. Tiếng kêu của con ngỗng đầu đàn cũng có thể truyền cảm hứng cho những con ngỗng ở phía sau. Nhưng tiếng kêu của những con ngỗng ở phía sau cũng có thể cổ vũ cho những con ngỗng ở phía trước. Chúc mừng bạn đã xem hết video về kinh doanh cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.